Lấy miệng ơi. À kìa, đợt thú quá. Có đâu trời. Dạ. Chém quá Biên ơi. Dạ chém quá. Kè có kiếm gì chơi vậy. Ok ok. Ok vậy đi. Vậy giờ chơi trúng tìm nha. Ai thua sẽ bị phạt kén chịu à. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi trúng tìm với bạn Biên nha. Mình sẽ lấy cây súng nia này đi bắt bạn Biên, còn bạn Biên sẽ đi trốn nha. Ok, đi trốn đi, okay, em tìm cho. Thôi đâu có công bằng đâu. Tô xì. Ok. Giờ tô xì đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À, anh thắng rồi, Biên đi trốn đi. Các bạn ơi, mình đi trốn ha. Ok, tập trốn. Các bạn ơi, bây giờ sẽ kiếm bạn Biên nha. Mình nghĩ bạn Biên sẽ ở dưới đây. Sao không có ta? Cũng không có luôn. Chắc chắn nó sẽ trốn dưới đây. Vô kiếm bạn nữa. Bây giờ Biên thua rồi nha, giờ phải có phạt đúng không? Phải đâu. Bây giờ hình phạt của Biên à. Thì súng mày bắn tiếp. Đấy đó, mình đặt rồi nha. Hi. Đây bây giờ bạn Biên đi. Mình đi trốn, bạn Biên đi tìm nha. Okay. Giờ mình trốn đâu giờ ta? Mẹ vô tôi làm trốn. Giờ bé rồi ra mới trốn được. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ khác trốn nha, chỗ này bạn Biên thấy rồi. Bây giờ mình kiếm chỗ trốn các bạn. Mình sẽ trốn ở chân đây nha. Còn bạn Biên thấy nữa, nghe tiếng mình thấy rồi mình để mình thủ hả. Chỗ này an toàn nhất các bạn ơi, mẹ Biên không biết đâu. Ta kỹ ta kỹ tay. Kỹ tay đâu rồi? Đâu rồi? Thì ít lại đâu đi người ta không kiếm được đây à. Chỗ này của A Kỳ không có luôn, không kiếm lại được. Không để A Kỳ đi lên đầu. Đây cũng không có. Trời, tổ A Kỳ trốn đâu rồi sao quá. Tôi cũng có trời. Đi xuống lầu quá. Mình kiếm được. Mệt quá. Mình kiếm được A Kỳ. Không có kịp được là mình phải quá, mình kịp được. Mình mượn
A Kỳ muốn đụng mũi của mình rồi A Kỳ. Ở đây cái mẹ Bần Biên thắng rồi, giờ thưởng cho Bần Biên cái gì đây? Một bịch bánh Bim Bim. Cái Bần Biên hay dữ trời. Mình thắng rồi mọi người. Bánh Bim Bim. Sao Bần Biên hay dữ trời? Mình trốn ở chỗ bí mật luôn mà Bần Biên cũng biết. Nói nào Bần Biên ăn gian không ta? Vậy kịp bị phạt thôi. Phạt kì giờ? Họ kịp qua bí mật đó. Chị? Chị là ỉ nó vừa luôn. Ôi mà bạn, các bạn xin cho đừng phai để nghe các bạn. Bye bye. Đâu... Nè, bắn thôi Biên ơi. Ok. Bắn chuông nữa nha các bạn. Hãy gõ nha.